Xin chào quý vị các bạn đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất ngày hôm nay 22 tháng 8 năm 2023 trên kênh Bản tin Nhà Nông. Nếu bạn là người mới đến với kênh xin hãy ủng hộ ban biên tập một like và một nút đăng ký kênh để nhận thông báo giá lúa gạo mới nhất mỗi khi kênh phát hành. Chúc quý vị một ngày mạnh khỏe và thành công. Mở đầu bản tin là những tin vắn đáng chú ý, phần cuối bản tin là thông tin giá lúa gạo được thu mua tại các vùng trọng điểm. Không vội nhận cọc, nông dân phấn khởi vì chốt được giá cao vụ lúa hè thu. Theo như báo Lao Động đưa tin, khi giá lúa gạo bắt đầu nhảy múa, nhiều thương lái đã đến tận ruộng đặt cọc dù có chỗ chỉ mới gieo được một tháng. Tuy nhiên, nhờ chưa vội nhận cọc nên nhiều nông dân đang háo hức chờ ngày thu hoạch vụ lúa hè thu năm 2023 với mức giá cao hơn trước đó cả nghìn đồng mỗi kg. Trước biến động khó đoán của thị trường lúa gạo, nhiều nông dân chấp nhận ký hợp đồng và nhận cọc sớm từ phía thương lái để tránh rủi ro mà vẫn có lãi. Tuy nhiên, một số khác vẫn chưa nhận cọc để chờ cận ngày với hy vọng bán được giá cao hơn. Bà Hồ Thị Nhiên ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết, thương lái đã tìm đến ruộng của bà ngay từ rất sớm để đặt cọc. Khi giá lúa gạo rục rịch tăng từng ngày, ở chỗ tôi, thương lái đã đi khắp nơi đặt cọc trước. Dẫu lúa nhà tôi chỉ mới gieo được một tháng nhưng có thương lái đã trả đến 6.700 đồng trên kg. Không chỉ tôi, xung quanh ai có lúa dù mới sạ cũng được trả giá cao như thế, bà Nhiên nói. Bà Nhiên cũng cho biết thêm, được thương lái tìm đến cọc với mức giá đó, nhiều nông dân phấn khởi chốt ngay vì đã có lãi. Tuy nhiên, nhà bà vẫn để thêm một thời gian nữa vì tin rằng giá lúa sẽ còn tăng. Xung quanh tôi ai cũng nhanh chóng nhận cọc và ký hợp đồng với thương lái. Bởi họ nghĩ giá đó đã cao hơn vụ trước, chưa kể sau này nếu giá lúa có sụt giá thì họ vẫn có lãi cao, không lo sợ bị ảnh hưởng. Chồng tôi lại nghĩ khác, ông tin rằng giá lúa sẽ còn tăng nữa nên không vội nhận cọc dù cách 2 đến 3 hôm lại có thương lái đến hỏi mua. Nhiều người cũng khuyên nhà tôi nên bán, nhưng chồng tôi vẫn quyết đợi thêm một thời gian nữa, bà Nhiên chia sẻ. Tương tự, ông Lê Chí Tâm ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cũng từ chối lời đề nghị hấp dẫn nhận cọc sớm từ thương lái. Hơn một tháng trước đã có thương lái tìm đến tận ruộng để cọc trước với giá 6.600 đồng trên kg, nhưng tôi từ chối. Không phải vì giá đó không ổn, thật ra thấy xung quanh lần lượt nhận cọc, tôi cũng sốt ruột lắm, nhưng vẫn cố nán lại. Bởi còn hơn một tháng nữa mới đến ngày thu hoạch, cộng thêm giá lúa gạo cứ liên tục tăng, nên tôi dự định đợi thêm ít hôm khi lên được 7.000 đồng trên kg sẽ chốt giá, ông Tâm nói. Như mong chờ của nhiều nông dân, giá lúa gạo vẫn liên tục tăng trong những ngày qua. Theo đó, họ đang háo hức chờ ngày thu hoạch vụ lúa hè thu năm 2023 với mức giá cao hơn trước đó cả nghìn đồng mỗi kg. Bà Nhiên phấn khởi cho hay, nhờ đến cận ngày thu hoạch mới chốt giá, nên giờ mỗi kg lúa OM545 một nhà bà được thương lái ra giá 8.000 đồng, cao hơn lúc mới sạ một tháng nhiều. Còn khoảng 10 ngày nữa là 3,5 hecta ruộng lúa nhà tôi sẽ bắt đầu được thu hoạch. Tuy lúa vụ này không trúng lắm, chỉ khoảng hơn 20 tấn, nhưng bù lại giá rất cao. Lúa OM545 một nhà tôi được trả đến 8.000 đồng trên kg. Với mức giá này năm nay trừ hết chi phí, nhà tôi lãi nhiều hơn mọi năm, gia đình ai cũng phấn khởi vì có tiền trang trải cuộc sống, đặc biệt là lo cho các con mùa tựu trường, bà Nhiên nói. Cùng chung niềm vui, ông Tâm mừng rỡ cho biết, giờ chỉ chờ ngày thu hoạch và đếm tiền với giá chốt cùng thương lái là 7.800 đồng trên kg. Thị trường lúa gạo biến động liên tục khiến tôi cứ vừa mừng vừa lo. Mừng vì lúa đã tăng hơn ý muốn ban đầu, nhưng cũng lo vì mình không nhận cọc trước như bà con xung quanh, rủi giá lúa giảm thì lại tiếc. Nhưng giờ đây, tôi đã hoàn toàn yên tâm khi chốt giá với thương lái là 7.800 đồng trên kg và chỉ chờ ngày lúa thu hoạch để thu tiền về, ông Tâm phấn khởi nói. Cũng theo người nông dân này, hiện nay, thương lái thu mua lúa tại địa phương với giá dao động từ 7.000 đến 8.000 đồng trên kg tùy loại. Nếu trước đây ông sốt ruột nhìn bà con lấy cọc trước, thì nay mọi người lại tiếc hùi hụi vì nhận cọc sớm. Hiện nay, nông dân tại các tỉnh thành miền Tây đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ vụ lúa hè thu năm 2023. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2023, giá lúa thu mua tại ruộng dao động từ 7.400 đến 8.200 đồng trên kg. Giá lúa gạo hôm nay ngày 22 tháng 8 năm 2023, giá neo cao, thị trường giao dịch sôi động. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng. Theo đó, tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa IR50404 ở mức 7.700 đến 7.900 đồng trên kg. Lúa Đài Thơm 8 ở mức 7.800 đến 8.300 đồng trên kg. Giá lúa OM18 ở mức 8.000 đến 8.500 đồng trên kg. OM5451 duy trì quanh mốc 7.700 đến 8.000 đồng trên kg. Nàng Hoa 9 có giá 7.800 đến 8.200 đồng trên kg.
lúa Nhật cũng ổn định ở mức 7.800 đến 8.000 đồng trên kg, lúa nàng nhen khô ở mức 15.000 đồng trên kg. Với lúa nếp, nếp Long An tươi ở mức 7.000 đến 7.500 đồng trên kg. Giá nếp An Giang tươi ổn định ở mức 6.300 đến 6.600 đồng trên kg, nếp An Giang khô ở mức 7.700 đến 7.900 đồng trên kg, nếp Long An khô có giá 7.700 đến 7.900 đồng trên kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm điều chỉnh giảm. Theo đó, giá gạo nguyên liệu dao động quanh mốc 12.300 đồng trên kg, giảm 50 đồng trên kg, gạo thành phẩm giảm 100 đồng trên kg xuống còn 14.400 đến 14.500 đồng trên kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm IR504 duy trì ổn định ở mức 11.800 đồng trên kg, trong khi đó giá cám khô duy trì ổn định ở mức 7.600 đồng trên kg. Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo về ít, các bến vắng gạo. Các kho hỏi mua nhiều sau thời gian tạm ngưng nhưng khó mua được gạo, giao dịch gạo chợ lai dài. Tại SADEC Đồng Tháp, giá gạo nguyên liệu OM38 không tăng so với cuối tuần trước. Tại An Giang, các kho hỏi mua ổn định, nhà máy chào bán chậm do nguồn lúa về ít lại. Giá gạo thành phẩm duy trì ổn định. Trên thị trường lúa, giá lúa có xu hướng tăng trở lại. Trên thị trường xuất khẩu gạo, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 18 tháng 8, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ở mức 618 đô la Mỹ trên tấn, giá gạo 5% tấm ổn định ở mức 628 đô la Mỹ trên tấn, mức cao nhất thế giới. Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, nửa đầu tháng 8 năm 2023, tổng khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 456.768 tấn với trị giá đạt trên 266 triệu đô la Mỹ. Điều này cho thấy giá xuất khẩu gạo bình quân trong giai đoạn này là trên 582 đô la Mỹ trên tấn. Mức này đã tăng đáng kể so với con số 543 đô la Mỹ trên tấn của tháng 7 và 534 đô la Mỹ trên tấn của 7 tháng đầu năm nay. Đưa Việt Nam thành trung tâm xuất khẩu gạo thế giới. Về giải pháp dài hơi trong thời gian tới, giải pháp quan trọng hàng đầu là phải quy hoạch lại vùng trồng lúa để đảm bảo sản lượng một năm đạt 42 triệu tấn, trong đó xuất khẩu khoảng 7 triệu tấn. Đồng thời, chú trọng đặc biệt đến các loại gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ. Vì đây đều là các sản phẩm các thị trường xuất khẩu lớn có nhu cầu cao. Đây cũng là giải pháp giúp gạo Việt Nam có thể tận dụng hiệu quả các FTA đã ký kết. Bên cạnh đó, hiện nay, chi phí logistics của chúng ta đang cao hơn từ 17 đến 20%, thậm chí gấp đôi so với các nước tiên tiến. Đây chính là nguyên nhân làm giảm năng lực cạnh tranh, một rào cản vô hình đối với lúa gạo xuất khẩu. Do đó, cần phải tính toán lại chi phí vận chuyển logistics và các chi phí khác phục vụ cho xuất khẩu. Nói tóm lại, chúng ta phải tìm cách hiệu quả nhất để nâng cao năng lực xuất khẩu lúa gạo trên ra thị trường quốc tế. Từ việc hoàn thiện chuỗi sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ cho tới hệ thống kho bãi, cảng biển xuất khẩu. Nghĩ xa hơn, chúng ta có thể tạo nên một nền công nghiệp xuất khẩu gạo. Thậm chí, biến Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu gạo của thế giới. Hãy theo dõi kênh Bản tin Nhà Nông để cập nhật tin tức giá thị trường hàng ngày. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục và mang đến cho bạn nguồn thông tin chính xác nhất. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.